Anh xin giới thiệu, gần đây chúng ta hay nói về sơ quả tu đà hoàn để mục tiêu để quý vị vào sơ quả thì thế nào. Thì bữa nay thì Giang cũng trích dẫn một kinh trong Tạ Bà Hàm, đó là kinh 811, kinh kinh Xá Lợi Phất thứ nhất. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo tôn giả là Xá Lợi Phất, bảo là dòng, thế nào là dòng? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, nói là dòng đó là tám đại chi thánh đạo, hay là chúng ta gọi bát chánh đạo đấy, bát thánh đạo, bát chánh đạo. Lại hỏi Xá Lợi Phất: gọi là nhập lưu phần, nhập lưu phần là gọi, vậy thế nào là nhập lưu phần? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, có bốn nhập lưu phần. Những gì là bốn? Tức là đây là bốn cái phần để mà vào dòng thánh, cho nên gọi là bốn, gọi là nhập lưu phần. Phần là cái phần, nó bổ phận đó quý vị. Nhập lưu là vào dòng thánh, vào sơ quả Tu Đà Hoàn đó. Còn trên là tám chánh đạo rồi, chúng ta nghe hoài rồi từ từ nói lại đúng không? Tám thanh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây dưới này thì nghe có ghi rồi. Rồi bây giờ nói rồi, bây giờ những gì là bốn đó, bốn để cái điều kiện để mà bốn phần á, để mà vào được sơ quả Tu Đà Hoàn là gì? Ở đây nói thân cận thiện sĩ, thực tế là đây là thân cận thì thiện nam tử, thật là thiện, thân cận người thiện đó. Nghe học chánh pháp, mình phải thân cận với người tốt đúng không, người thiện sĩ và người người có cái tu hành tốt nha. Rồi nghe học chánh pháp đúng không, rồi bên trong tư duy chân chánh, thực hành tỳ pháp. Tức là còn bên trong của mình đó, tâm mình đó, mình phải tư duy chân chánh và thực hành tỳ pháp. Đây thì đây là mình nói cái bốn phần. Cái bốn phần tức là đầu tiên mình phải có điều kiện này đã đó. Chứ bây giờ mình nói mình tu hành mà mình gặp tà không, mà người tà người ta dẫn mình đi đâu không được, rồi không học chánh pháp mà đòi chứng quả vô phần được, rồi tư duy của mình tư duy tà không mà không được, phải tư duy chánh chánh đó. Rồi mình phải thực hành pháp tỳ pháp, tức là mình thực hành theo pháp đó, pháp của Phật mình phải thực hành theo. Đó là cái bốn phần đầu tiên đó. Lại hỏi Xá Lợi Phất: người nhập lưu phải thành tựu bao nhiêu pháp? Đó, bây giờ là thêm một cái tầng nữa đúng không? Tức là đây ấy, thật ra nó nói là ba tầng. Tầng đầu tiên là phải tu bát chánh đạo. Đó. Tầng thứ hai là mình phải có bốn cái điều kiện, là điều kiện thân cận thiện sĩ, nghe học chánh pháp, rồi tư duy chân chánh và thực hành tùy pháp. Và tầng thứ ba bây giờ còn nữa bao nhiêu điều kiện nữa, bây giờ có thêm mấy bao nhiêu điều kiện nữa nào? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: có bốn chi phần mà người nhập lưu thành tựu. Những gì là bốn? Đó, phải có bốn phần nữa. Đây là tầng thứ ba: bất hoại tính đối với Phật, bất hoại tính đối với pháp, bất hoại tính đối với tăng, và thành tựu thánh giới. Quý vị nghe chưa? Đầu tiên là mình phải không có thối chuyển, không có mất cái niềm tin, không có hoại, tức là không mất cái niềm tin đối với Phật. Bất hoại tức là không mất cái niềm tin, không có mất cái đi niềm tin đối với pháp. Đấy, pháp này là Phật pháp. Và không có niềm tin, mất cái niềm tin đối với tăng. Đấy, điều này thì ngày nay thì thường đa số tin Phật thì có tin, nhưng mà tin giữa chừng. Tin pháp cũng tin giữa chừng thôi, không có làm theo. Rồi tinh tăng thì khỏi nói, đời nay thì khó tinh tăng lắm, bây giờ nhìn thấy ai cũng tà tăng hết, là xàm tăng, ma tăng gì không hết đúng không, khó tinh lắm. Đấy, cho nên là làm sao tu được. Cho nên đời nay á, nhiều khi á, mình mà bị cuốn theo cái dòng đời nay á, cuối cùng quý vị cũng không có tu, không có đạt được. Cái đây điều kiện à. Và cái điều kiện thứ tư quan trọng hơn nè, là được thành tựu thánh giới. Nghĩa là mình phải giữ giới, giới trọng giới nhẹ gì cũng phải giữ được ở trong cái bộ tại gia lục y quản tập đó quý vị. Chúng ta học cái thành tựu thánh giới là thế nào đó, là giới trọng giới khinh gì cũng phải giữ được. Vậy bây giờ có mấy ai làm tới bốn tầng này được chưa?
Mình cứ cho tinh Phật là địa giới nhất đi, rồi tinh chánh pháp đi cũng được rồi đi, tinh với tăng là bắt đầu khó rồi đó, rồi thành tựu thánh giới là bây giờ ít có người trì giới quá. Trì giới là nhắm trì giới trọng và giới nhẹ không trì, và thậm chí không không trì giới trọng luôn. Cả người xuất gia người tại gia phạm giới rất nhiều. Thì đây mới cái tầng thứ ba mà quý vị không đạt được rồi thì làm sao được. Đấy, đi làm sao có Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, như những gì ngươi nói, dòng tức là tám thánh đạo, tám chi thánh đạo, tức là tám cái chi phần của thánh đạo đó quý vị. Nhập lưu phần có bốn pháp là thân cận thiện sĩ, nghe học chánh pháp, bên trong tư duy chân chánh, thực hành tỳ pháp, người nhập lưu thành tựu bốn pháp là bất khoại tính đối với Phật, bất khoại tính đối với pháp, bất khoại tính đối với tăng, và thành tựu thánh giới. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy đều hoan hỷ phục hành. Đó quý vị, đây là cái này á, là cái gì? Đây là điều kiện sơ khởi, bốn tầng điều kiện sơ khởi. Tức là mọi bữa Thiện Trang có chia sẻ điều kiện để đắc được sơ quả Tu Đà Hoàn, đó là chúng ta phải đoạn ba kiết sử trong ngũ hạ phần kiết sử, là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Nhưng để làm được điều đó, quý vị phải có cái thần thấp hơn. Thì phần thấp hơn nó nằm ở vừa rồi Thiện Trang đã trình bày cho quý vị. Phần thấp hơn bắt đầu từ bát chánh đạo, mình không có bát chánh đạo là không được rồi, đúng không? Ở đây nhìn lại bát chánh đạo là gì, là chánh kiến, chánh kiến, chánh tư duy. Cái này thì chúng ta đã giảng nhiều lắm rồi. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh mấy cái này giảng giảng ra nó cũng mất thời gian lắm, nhưng mà chúng ta đã học nhiều rồi cho nên nói lại. Và cái này nếu mà chia theo giới định tuệ đó quý vị, thì thật ra là nó tam học giới định tuệ, thì chánh ngữ, chánh nghiệp với chánh mạng là thuộc về giới. Tức là lời nói chân chánh nè, đúng không? Những cái điều viết ra bây giờ viết ra phải chân chánh này. Chánh nghiệp là mình cái gì, cái nghiệp là cái nghiệp này không phải là nghề nghiệp, mà cái nghiệp là nghiệp thân khẩu ý á, là mình phải chánh. Rồi gì, chánh mạng, chánh mạng là nuôi sống thân mạng, phải bằng nghề chân chánh, không có giết sát sanh, không có bán thuốc độc vân vân, không có làm những cái nghề đấy. Rồi sau đó cái gì, tu định, định là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó. Thì đây là tu định, và có hai cả chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc huệ, cho nên nó là tam học giới định huệ. Thì quý vị có được cái nền tảng đó rồi, quý vị tiếp tục là tìm phải thân cận được thiện sĩ, đó là người tốt, nghe học chánh pháp, chứ mà quý vị nghe toàn cái pháp thế gian không sao được. Rồi tư duy chân chánh là thực hành pháp tùy theo pháp. Và sau đó lại có bốn cái niềm tin bất hoại đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, và thành tựu được giới nữa. Thì như vậy nó mới đoạn được mấy cái ba hạ phần kiết sử đó, trong năm hạ phần kiết sử đoạn được thân kiến, giới cấm thủ và nghi, thì đó mới vào sơ quả. Như vậy hôm nay Thiện Giang đã nói rất rõ con đường vào sơ quả rồi, đúng không quý vị? Thiện Giang đã chia sẻ theo lời Đức Phật, mình cũng không có thêm bớt gì, mình chỉ nói lại lời của Đức Phật thôi. Đó thì quý vị thấy ai muốn vào sơ quả thì phải bắt đầu từ đó. Còn bây giờ đa số thì nghe nói sơ quả ham lắm, thích lắm, nhưng mà bát chánh đạo không làm, không có chánh kiến, không có chánh tư duy, không có chánh mạng, rồi vân vân, rồi gì lười học pháp, không chịu học pháp, rồi niềm tin đối với tam bảo cũng cũng không có, rồi gì giới luật không thành, tức là không hành theo hành giới luật, thì làm gì có. Cho nên chúng ta xét cái đó thôi là rớt sạch rồi, đúng không? Mà mới cái mấy cái điều kiện từng trước đó, đó. Cho nên hôm bữa trước có ai đó đồng tu nói hả, học thấy ngũ hạ phần kiết sử nó vẫn cao quá, liệu có gì trước đó không? Thì đấy, Thiện Trang đã lôi ra cho quý vị cái đây trước của ngũ hạ phần kiết sử, đó là cái này chúng ta đang nói đó. Như vậy điều kiện để vào sơ quả Tu Đà Hoàn hôm nay Thiện Trang đã nói rất rõ đầy đủ các điều kiện, những cái điều kiện nó từ căn bản, quý vị cứ hành theo như vậy. Cho nên là người muốn đắc quả thì phải là thực hành, chứ không phải mà mình nói được thì không có ý nghĩa gì ha.
cái Phật pháp, Phật pháp mà người hành pháp quan trọng, hành được pháp thì sẽ thành tựu.